Video này sẽ cập nhật một cái thông tin rất là tốt dành cho các anh chị là chủ của các bất động sản ở tại phân khu Valencia hay là của dự án Aqua City hay còn gọi là phân khu River Park 2 nha. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản, và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến phân khu Valencia để cập nhật những cái thông tin mới trong cuối tháng 12 năm 2023 này. Vậy thì theo cái thông tin mà Tùng mới được nhận thì phân khu Valencia hiện tại Novaland đang giải chấp, đã và đang giải chấp khoảng 21 cái sổ lớn, nghĩa là 21 block trong cái khu vực này, và sẽ tiếp tục tiến hành để mà làm nhanh các vấn đề về pháp lý để mà sang năm, sang 2024 có thể sớm triển khai lại cái phân khu này nha thưa quý anh chị. Và trong phân khu Valencia này thời điểm hiện tại thì cũng có đang hoàn thiện khoảng 100 căn nhà để có thể có thể bàn giao cho chủ nhà trong khoảng đầu năm sau, năm 2024. Và cái phân khu này thì sẽ có một khu clubhouse, nhưng thời điểm hiện tại thì chưa có hoàn thiện mà phải chờ sang 2024 mới hoàn thiện được. Và bây giờ anh chị có thể nhìn thấy một số cái hình ảnh mà Tùng chụp một số block ở trên khu vực này. Hiện tại là đã có cái thông tin là không thế chấp. Đấy, và những cái thông tin mà đang giải chấp những cái sản phẩm, những cái block ở khu vực này đang có những cái thông tin như vậy. Thì đây là những cái thông tin rất là tốt dành cho các anh chị mà chủ sở hữu của những cái bất động sản ở đây. Bởi vì bây giờ khi mà chủ Nova đã mang những cái sổ này ra ngoài thì họ sẽ tiếp tục đi những cái bước tiếp theo để mà trong cái quá trình xây dựng nhà cũng như là hoàn công ra sổ sớm cho các anh chị trong giai đoạn 2024 đến 2025. Và phân khu Valencia là một cái phân khu thời điểm hiện tại, nếu anh chị mà muốn mua nhà với cái mức tài chính mà thấp nhất của dự án Aqua City thì đó chính là phân khu Valencia. Valencia thì có những loại sản phẩm nhỏ nhất là 5x19.5, là nhỏ nhất toàn bộ dự án của Aqua City luôn, và mức giá của nó thì cũng là ít nhất luôn, với mức giá dao động trong khoảng tầm 4 tỷ rưỡi chưa V. Thì nếu anh chị mà cộng V vào nữa khoảng cỡ 5 tỷ thôi, anh chị đã có một căn nhà tại Aqua City đóng theo tiến độ. Còn những sản phẩm mà ngang 6 thời điểm hiện tại Tùng thấy rằng là có một số anh chị đang cắt lỗ khoảng hơn 1 tỷ, về cái mức giá chỉ còn khoảng cỡ tầm 5 tỷ thôi. 60x19.5, 5 tỷ và cộng V vào nữa thì anh chị sẽ cần nó khoảng cỡ tầm 5 tỷ 6. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì anh chị chỉ cần thanh toán khoảng cỡ tầm hơn 3 tỷ thôi. Và đến lúc mà nhận nhà thì chúng ta sẽ thanh toán khoảng hơn 2 tỷ. Và tổng số tiền anh chị thanh toán chỉ có khoảng cỡ hơn 5 tỷ là anh chị có thể sở hữu được rồi. Valencia là một cái phân khu có cái mẫu nhà đồng bộ rất là đẹp. Đẹp có thể nói là rất là phù hợp với cái điều kiện Việt Nam của chúng ta. Bởi vì Valencia là một phân khu xây dựng theo phong cách Địa Trung Hải. Địa Trung Hải là cái phong cách vùng nhiệt đới. Và cái thiết kế của Valencia cũng có thể nói là thiết kế đồng bộ và cái phân khu rất là đẹp. Và phân khu này là một phân khu lớn nha, có tổng diện tích lên đến gần 65 hectare. Và tổng số lượng sản phẩm nhà phố biệt thự ở trong này nó có đến hơn 1.800 căn luôn. Và cái số lượng 100 căn ban đầu bàn giao này thì nó chỉ là số lượng nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà cái thông tin tốt của chúng ta là gì? Đó là những cái sổ lớn, những block hiện tại đang được chủ đầu tư chuộc ra khỏi ngân hàng. Đặc biệt là những loại sản phẩm mà chuẩn bị bàn giao nhà cho cái khách hàng trong đầu 2024 sẽ được ưu tiên chuộc ra trước, để mà các anh chị đảm bảo cho các anh chị là khi chúng ta nhận nhà là chủ đầu tư cũng đang trong cái quá trình xin để cấp sổ đỏ cho các anh chị. Bởi vì thời điểm hiện tại thì chủ đầu tư sẽ đã và đang cố gắng là làm việc với phía chính quyền để có thể ra sổ cho các anh chị. Khi anh chị nhận nhà thì sẽ ra sổ riêng lẻ, chứ không giống như trước đây là không cần phải bắt buộc phải ra theo cả nguyên một khu, mà những cái khu vực nào chủ nhà đã nhận nhà ký giấy đầy đủ thì chủ đầu tư sẽ cố gắng để ra nhà trong ra sổ cho anh chị cuối 2024, để mà chúng ta an tâm khi mà chúng ta có thể sở hữu những sản phẩm ở đây và tiếp tục đồng hành cùng với Aqua City trong cái thời gian sắp tới. Thì cái thông tin mà hot nhất thì vẫn là cái thông tin đó là hiện tại đang có khoảng cỡ tầm 21 cái sổ lớn hiện tại đang được giải chấp tại khu vực phân khu Valencia của dự án Aqua City. Và cập nhật thêm một chút xíu thông tin của anh chị là những video trước thì Tùng có nói là về một cái khu vực đó là trung tâm thương mại, thì thời điểm hiện tại thì Tùng theo thông tin Tùng mới nhận đó là trung tâm thương mại thì
sẽ không kịp hoàn thiện để có thể mở vào cuối năm nay được, mà sẽ phải cần thêm thời gian để mà chỉnh sửa lại cũng như là chuẩn bị để có thể mở vào 2024. Rồi khu vực quán cà phê Findeli thì hiện tại cũng tạm thời đóng cửa để mà thay đổi mô hình cũng như là thay đổi thương hiệu. Thì sắp tới thì hiện tại cũng chưa có thông tin chính xác là Findeli sẽ mở cửa lại trong cái giai đoạn nào, nhưng mà khả năng là sẽ trước Tết Nguyên đán năm nay là phía bên quán cà phê cũng sẽ mở lại một cái thương hiệu mới ha, thì giúp cho cái dự án Aqua City. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì chủ đầu tư cũng đang bàn giao những căn nhà tại phía phân khu The Sud cũng như là phân khu Grand Villas. Đấy thì trong năm sau họ sẽ có thêm tiền để tiếp tục xây dựng cũng như là tiếp tục hoàn thiện những cái vấn đề còn lại của pháp lý còn lại của Aqua City để mà họ có thể khởi công xây dựng việc. Và trong năm sau thì những cái phân khu nào được giải quyết xong pháp lý sẽ được xây dựng lại và bắt đầu mở bán lại nha. Và chúng ta cũng kỳ vọng là trong khoảng cỡ tầm 1 đến 2 năm tới, Aqua City sẽ trở thành một cái khu đô thị đáng sống để các anh chị có thể yên tâm khi mà sở hữu những cái sản phẩm ở đây. Rồi, đây là những cái thông tin mới nhất mà tôi muốn cập nhật của anh chị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các anh chị trong video clip lần sau.